hai tháng kể từ ngày khai giảng năm học mới, tôi và bạn bên nhau cùng khám phá và chinh phục những thử thách tri thức diệu kỳ. Vẫn ấy niềm hăng say học tập không ngừng nghỉ, vẫn ấy bao niềm vui, bao nụ cười, bao yêu thương. Thành phố gồng mình chống dịch, mỗi hàng cây, mỗi ghế đá xưa là nơi ta vui vầy kể nhau nghe bao chuyện hay, thủ thể bao lời tâm sự. Nay hóa thân vào cuộc chiến vĩ đại của nhân loại, cuộc chiến chống Covid. Và thế là thầy trò ta trở thành các chiến binh. Em nghĩ gieo yêu thương, hái quả ngọt thiệt lành. Covid ập đến kéo theo bao nỗi khó khăn nhằn, nhưng ngay trong chính cái khó, ta lại càng yêu lắm, thương lắm, trân trọng lắm những tấm lòng vàng từ phụ huynh, từ thầy cô và từ ngay chính các em học sinh tiếp sức cho bạn đến trường online. Ấy là những món quà ý nghĩa. Chiếc laptop tuy không mới nhưng ấm áp tình người, bộ máy tính bảng trao tay, trao cả tấm chân tình. Trong hành trình tiếp tục ấy, chúng ta tuy xa nhưng lại gần nhau thêm. Niềm vui nhân lên khi trường chúng ta vừa đón nhận cờ thi đua xuất sắc từ Liên đoàn Lao động thành phố. Món quà tinh thần vô giá ấy sẽ là động lực để thầy trò chúng ta cùng cố gắng hơn nữa nhé. Mong lắm ngày ta lại được gặp nhau nơi ghế đá, hàng cây, trang nghiêm, rõng rạc, tự hào cất cao giọng quốc ca, nỗ lực hết mình trong cuộc đua tri thức, cả niềm hân hoan xứng danh ba phương sáng học tập. Thèm lắm những giây phút lắng nghe tiếng thầy vang vang trên bục giảng, những chuyến hành trình trải nghiệm nơi lưu dấu lịch sử hào hùng dân tộc mỗi khi về nguồn. Thèm lắm những chuyến đi hướng nghiệp mà đâu đó cứ khe khẽ ngân lên tiếng trầm trồ vỡ lẽ vì thú vị. Nhớ lắm những lúc ta quây quần cùng nhau cao giọng cất vang nhịp bài hát hay hay xưa trong điệu nhảy tươi vui. Nhớ lắm những khoảnh khắc ý nghĩa ta đã cùng nhau thắp lên ngọn lên tình người qua những chuyến thiện nguyện, hay chỉ đơn giản là đi xung quanh trường ngắm nhìn hàng cây ghế đá mân mê từng hành lang và vườn hoa. Đứng trên hành lang tầng 4 nhìn về hướng xa xăm, hóa ra trường cũng như ngôi nhà. Ở trường nhớ nhà mà về nhà rồi lại xa xiết quay trở lại trường. Là vậy, thèm và nhớ lắm. Sớm gặp lại nhé, Trung học phổ thông Võ Thị Sáu thương yêu.